Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Dưới đây là tất cả các tình huống về thuế và kế toán mà các bạn hỏi. Tôi xin trả lời để cho các bạn cùng học như sau. Câu số 1 nè. Em có cái hóa đơn đầu ra tháng 9. Đây là tháng 9 năm 2022 nha. Đã kê khai vào quý 3. Giờ xuất thay thế, có nghĩa là giờ là tháng 11 á, thì làm tờ khai bổ sung quý 3 đúng không? Xin trả lời là 100% đúng các bạn. Mình kê khai bổ sung quý 3 đúng nha. Và mình lấy cái tờ hóa đơn tháng 11 đó đó, mình kẹp chung vô cái tờ hóa đơn tháng 9 này, xem như cái tờ hóa đơn tháng 11 đó với lại tờ hóa đơn tháng 9 là một tờ hóa đơn, được chưa? Và tờ hóa đơn tháng 11 đó mình kê khai bổ sung quý 3 rồi, thì mình có kê khai quý 4 không? Không. Rồi, vậy được chưa? Và các bạn lưu ý là khi mình kê khai bổ sung quý 3 đó, khi mình kê khai bổ sung quý 3 mà nếu mà nó làm tăng VAT phải nộp thì chúng ta phải nộp tiền và nộp chậm nộp. Còn nếu mà chúng ta làm giảm VAT được khấu trừ thì chúng ta sẽ ghi vào chỉ tiêu 37 của quý 4. Còn nếu làm tăng VAT được khấu trừ thì chúng ta ghi vào chỉ tiêu 38 của quý 4. Rồi, được chưa? Câu số 2. Thầy cho em hỏi xíu, ngày 2 tháng 7 nhập khẩu á, thì mình ghi như thế này. Và cái thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu thì bạn hạch toán như thế này là sai nè. Được chưa? Khi nộp tiền thuế nhập khẩu thì hạch toán như thế này đúng rồi. Còn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu hạch toán như thế này là sai. Mà chỉ có là thuế nhập khẩu mới hạch toán như thế này thôi. Được chưa? Rồi. Em đã kê khai khấu trừ trên báo cáo quý 3 rồi. Rồi, ok. Như vậy là về cách hạch toán á, là em hạch toán như thế này là bị sai nha. Chỉ có thuế nhập khẩu mà hạch toán như thế này. Còn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu mà được khấu trừ thì các bạn sẽ ghi nợ 133 có 3312. Rồi, được chưa? Vậy hạch toán sai. Ok. Hạch toán nghiệp vụ này sai. Ok chưa? Mà mình phải hạch toán đúng là sao? Nợ của 133 một có của 33312 là 50 triệu. Còn mình chỉ hạch toán cái này là khi mà thuế nhập khẩu thôi. Ok, tiếp nè. Ngày 25 tháng 1 thì bắt đầu mình trả lại hàng và em xuất hóa đơn, tức là mình có xuất hàng ở mình có mua hàng nhưng mà bây giờ mình trả lại hàng vì một cái lý do nào đó, và công ty của các bạn xuất hóa đơn ra thì các bạn ghi như thế này đúng rồi. Các bạn ghi như thế này là đúng rồi. Và đồng thời xuất hóa đơn ra thì cái VAT đầu vào các bạn sẽ bị giảm xuống, thì các bạn ghi như thế này là cũng đúng luôn rồi. Và các bạn làm thủ tục hải quan để hoàn lại cái số tiền giá trị gia tăng mà hồi xưa các bạn nộp 50 triệu. Được chưa? Thì người ta trả lại cho các bạn 20 triệu thì các bạn hạch toán như thế này cũng đúng luôn rồi. Như vậy là về hạch toán là đúng rồi. Vậy giờ bạn đã bán hỏi là cái hóa đơn mà xuất ra ngày 25 tháng 11 đây nè, là giờ em có phải khai báo thuế tại quý 3, khai báo thuế lại, tức là làm tờ khai bổ sung quý 3 hay không, và kê khai giảm như thế nào? Thì nguyên tắc là ngay chỗ này là hàng bán bị trả lại, được không các bạn? Hàng bán bị trả lại là nó không phải là sai sót hóa đơn, nên trường hợp này là chúng ta không có quay lại quý 3 để làm tờ khai bổ sung, mà cái này nó phát sinh tại ngày 25 tháng 11 thì các bạn sẽ kê khai tại quý 4 năm 2022. Được các bạn? Các bạn kê khai tại quý 4 năm 2022 và các bạn kê khai âm các bạn, do các bạn hạch toán là như thế này nè. Đây, do các bạn hạch toán như thế này là VAT đầu vào của mình giảm nhưng mà mình xuất hóa đơn đầu ra, nên các bạn kê khai âm chỉ tiêu 23, 24, 25 là 20 triệu. Được chưa? Chỉ tiêu 24, 25 là âm 20 triệu, còn chỉ tiêu 23 là giá trị chưa về. Rồi, vậy được chưa? Vậy là không quay lại quý 3 2022 bổ sung mà kê khai tại quý 4 2022, kê khai vào bảng kê mua vào, kê khai âm nha. Mặc dù xuất hóa đơn trả hàng, không có ghi vào bảng kê bán ra. Hạch toán làm sao thì kê khai làm vậy. Rồi, câu hỏi số 3. Nhờ ad
tư vấn giúp mình, bên mình có chuyển khoản hơn 10 triệu. Làm hai lần cho nhà cung cấp nhưng sếp không lấy hóa đơn, tức là mua hàng mà không lấy hóa đơn á. Vậy mình hạch toán vào nợ 811 có được không ạ? À? Báo cáo tài chính lên rồi, đây là của năm 2020. Nội dung chuyển khoản là đăng tuyển, tức là đăng tuyển dụng lao động đó các bạn. Tức là công ty có chuyển khoản nhưng mà có lấy hóa đơn không? Không lấy hóa đơn. Rồi. Như vậy là về các bạn mà năm 2020 các bạn không lấy hóa đơn, các bạn hạch toán vào 811 là đúng rồi. Và khi mà quyết toán thuế các bạn đưa cái 10 triệu đây nè vào chỉ tiêu B4. Được chưa? Đây là một chi phí không có hóa đơn thì thuế sẽ không chấp nhận là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp thôi. Được chưa? Các bạn không hạch toán 811 cũng được, mà cái này đăng tuyển. Đăng tuyển thì nó thuộc cái bộ phận quản lý, thì các bạn ghi 642 cũng được hay 811 cũng được, nhưng mà bản chắc đúng là 642 chứ không phải là 811. Được chưa? Rồi vậy nha. Chứ không phải là có hóa đơn mới ghi sổ. Các bạn trả tiền rồi không lấy hóa đơn, cái đó là lỗi của các bạn thôi. Được chưa? Còn rủi ro ở bên bán trong trường hợp này là khách hàng đã chuyển khoản thì nó đã để lại dấu vết rồi, thì bên bán á mà không xuất hóa đơn là bên bán bị vi phạm, còn bên mua không ảnh hưởng gì hết. Rồi câu hỏi số 4. Công ty em có mua 10 cái bếp tặng khách giá 2 triệu trên một cái, chưa thuế 10% đi. Anh chị cho em hỏi, em xuất hóa đơn biếu tặng không thu tiền và vẫn thể hiện giá trị và thuế phải nộp như bán hàng bình thường đúng không? Xin trả lời là đúng. Như vậy là khi xuất hóa đơn là vẫn xuất bình thường, số lượng đơn giá thành tiền bằng đúng giá mua vào, xuất cho từng người hoặc là xuất một tờ hóa đơn và kèm bản kê cũng được. Nói chung là có xuất hóa đơn là được rồi. Được chưa? 10 cái bếp tặng cho 10 người thì xuất 10 tờ hoặc là xuất một tờ và kèm theo danh sách. Và khi mua vào thì hóa đơn này được khấu trừ VT đầu vào, các bạn hạch toán như thế này. Và khi xuất ra các bạn hạch toán như thế này. Rồi được chưa các bạn? Rồi dễ được nha. Và lưu ý là khi xuất tặng á, các bạn ghi như thế này thì tương ứng với lại thằng phần VAT đầu ra 2 triệu nè, mà đối ứng với lại 641 2 triệu nè, thì sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Rồi cái này có công văn rồi đó nha. Rồi ý số 2 bạn nó hỏi nè, kê khai thuế sẽ vẫn lên tờ khai bình thường đúng không? Đúng. Như vậy là hóa đơn đầu vào biếu tặng các bạn được khấu trừ, kê khai vào chỉ tiêu 23, 24, 25. Còn đối với lại đầu ra là các bạn xuất hóa đơn đầu ra nên các bạn ghi vào chỉ tiêu 32 và 33. Chỉ tiêu 32 là giá trị chưa V, còn chỉ tiêu 33 là VAT là 2 triệu. Tức là lấy hóa đơn đầu vào của hàng biếu tặng kê khai vào 23, 24, 25. Lấy hóa đơn xuất hàng biếu tặng kê khai vào chỉ tiêu 32 và 33. Rồi được chưa? Ok. Còn tiếp theo, hóa đơn này không ghi nhận doanh thu nên sẽ có chênh lệch về doanh thu trên tờ khai và doanh thu trên sổ sách phải không ạ? À? Đúng, 100% là đúng. Vì chúng ta xuất hóa đơn đầu ra đây, chúng ta không ghi nhận doanh thu, tức là không ghi có 511. Như vậy là giữa bên có 511 trên sổ sách với lại trên tờ khai thuế trị gia tăng á, nó sẽ bị lệch nhau. Và chúng ta giải trình thôi. Rồi được chưa? Câu hỏi số 5. Xin hỏi anh chị, giá sản phẩm mua vào 3 nhưng mà xuất ra tới 10, chênh lệch tới 3 lần có được không? Có quy định nào về việc xuất giá trị hóa đơn đầu ra không ạ? À? Xin anh chị chỉ em với. Rồi, có rủi ro gì không các bạn? Mua 3 mà bán 10. Nếu mà cái này có thật thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đại đa số trường hợp này là không bao giờ có thật được. Cái này là nâng giá. Tức là làm sao giúp khách hàng nâng giá. Ví dụ như là mua 3 bán 5 thôi, nhưng mà khách hàng làm sao gửi giá thêm 5 nữa kêu xuất 10. Như vậy đây là trường hợp bên bán có rủi ro. Rủi ro gì? Xuất khống hóa đơn. Rủi ro xuất khống hóa đơn. Được chưa? Thì sẽ bị phạt theo nghị định 125. Đây là hành vi xuất khống hóa đơn. Xuất hóa đơn không có thực. Xuất khống, xuất kê khai giá cao hơn giá thực. Vậy hỏi thuế có biết không? 100% là biết. Cùng một mặt hàng
mà các bạn mua 3 mà xuất ra 10 ở tháng 11 đi, thì ông thuế ổng lấy tháng 1, tháng 2, tháng 3 của mặt hàng đó, ổng xem những cái hóa đơn đó giá bán ra là chỉ có 5 và 6 thôi, mà tại sao hóa đơn này xuất tới 10? Có phải là kê khai giá không các bạn? Ở bên nâng giá lên không? Khách hàng gửi giá đúng không? Là các bạn xuất hóa đơn khống đúng không các bạn? Được chưa? Như vậy là bên bán có rủi ro. Ok. Chứ không phải muốn xuất bao nhiêu là xuất đâu. Rồi được chưa? Ok, các bạn thấy video này hay hữu ích thì hãy like, comment, share, nhớ đăng ký kênh để tôi có tinh thần tôi ra nhiều video miễn phí cho các bạn. Các bạn muốn đăng ký kênh thì lên kênh YouTube nè, bấm tự học kế toán. Bấm vào đây. Và chúng ta thấy Tấn Hải Bùi không? Chúng ta bấm vào đây. Rồi, thì ở bên tay góc phải á, nó có chữ subscribe hoặc là đăng ký kênh, các bạn bấm vào cái nút đó và các bạn bấm vào cái chữ gì? À, bấm vào cái chuông để mỗi lần tôi ra video các bạn là người đầu tiên sẽ nhận được. Các bạn xem video thấy hay và hữu Nhận ngay 100.000 đồng khi mở tài khoản chứng khoán online tại Kitsvip. Hay và hữu ích thì hãy bấm vào nút cảm ơn bên dưới nè. Và mua những cái ảnh động ở đây, bấm mua và gửi. Để tôi có tinh thần tôi ra nhiều video free tặng cho các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Chào tạm biệt.